xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện đêm qua, chúng ta đã cùng cảm nhận nỗi niềm của nhân vật thiếu tá Bích, một người lính trong truyện ngắn Thành phố thấp thoáng của nhà văn Xuân Thiều. Hòa Bình trở về, hạnh phúc gia đình không trọn vẹn. Trong dịp đi ăn dưỡng ở Đà Lạt, nhân vật Bích tìm tới gặp người thiếu phụ tên Trinh. Mối tình anh đã để vuột mất nhiều năm về trước. Sau nhiều năm bặt tin, Trinh cùng gia đình chồng di cư vào Nam. Giờ đây, khi người chồng vốn là thiếu tá Ngụy đã chết, Trinh sống cùng ba con ở Đà Lạt. Khoảnh khắc hội ngộ, những ký ức về mối tình giang dở thời tuổi trẻ ùa về sao động lòng người. Mời các bạn cùng ngược thời gian trở về với bối cảnh nảy nở tình yêu của người lính dân vận và cô gái xứ đạo. Tôi nằm dài ra trên giường nệm, kéo chiếc đèn bàn lại gần, mở cuốn Anna Karenina ra đọc tiếp. Cuốn sách hay như thế, song đầu óc tôi lại cứ mường tượng ra cái thôn Phú Minh, một thôn công giáo nghèo ven biển Nghệ An. Tưởng như mình cũng là anh chàng trung đội phó Bích năm nào, đang dẫn một tiểu đội theo con đường cát mịn màng, hai bên bờ hoa quỳ nở vàng chóe và đó đây từng vạt hoa ngũ sắc mọc le te. Sau những thân phi lao, mặt biển cắt ra từng ô đều đặn lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Gió đưa hơi mặn, mùi vẩy cá, mùi trượp mắm từ các xóm chài bay vào. Thế mà nhà ai cũng đóng ngõ sập rèm, làng xóm vắng tanh vắng ngắt, gợi cảm giác những đêm đột kích vào sâu hậu địch. Rõ ràng, bọn phản động đã khống chế được giáo dân. Sự lạnh nhạt bất bình thường này là có tính toán trước. Và Bích không bất ngờ. Anh đã được cấp trên cho biết tình hình ở đây nghiêm trọng, gần giống vụ nhà thờ Tràng Nứa, xã Đoài năm 1952. Lợi dụng sai lầm, cải cách ruộng đất, bọn phản động đang vận động giáo dân chống lại đảng và nhà nước và dụ dỗ cưỡng ép họ di cư vào Nam. Chúng đã tổ chức lực lượng bán vũ trang chống lại cách mạng. Hai cán bộ chủ chốt của thôn thì hoàn toàn mất liên lạc. Bích nhận nhiệm vụ dẫn một tiểu đội vào thôn, dùng lời lẽ và tấm lòng anh bộ đội cụ Hồ để tỉnh ngộ giáo dân. Vậy mà không thấy một bóng người nào. Vài con chó ló đầu ra bờ rào sủa lẳng nhẳng. Cả tiểu đội vẫn một hàng dọc, đi sâu vào thôn và họ đã dừng lại trước một cái cổng bỏ ngỏ. Một cô gái quãng 17-18 tuổi đang cắt cỏ trong vườn. Thấy bộ đội, thảng thốt đứng dậy, mặt hơi tái đi vì lo sợ. Trinh đấy. Trinh lần đầu tiên xuất hiện trước Bích và bao nhiêu cặp mắt bộ đội với dáng vẻ giản dị, áo phin, màu gụ, chiếc quần lụa đen đi chân đất. Ai cũng đều sững sờ về sắc đẹp của cô gái công giáo vùng biển này. Một vẻ đẹp dịu dàng mà đến bây giờ, Trinh đã là một thiếu phụ xấp xỉ 40, vẫn giữ nguyên như xưa. Bích đi thẳng đến trước mặt cô gái, chào cô và mong cô làm ơn chỉ dùm nhà ông cán sự thôn hoặc nhà ông thôn trưởng. Đôi mắt đứt mẹ của cô gái thoáng gờn gợn. Một lát, cô ngẩng lên nhìn Bích. Cái nhìn như muốn hỏi, có thật anh là bộ đội không? Có lẽ cô đã nhận ra sự thật ngay. Xung quanh Bích còn có cả một tiểu đội với đầy đủ súng ống với quân phục mùa đông bạc trắng và những chiếc mũ đính ngôi sao vàng. Cô khẽ thở dài. Các anh về công tác ở đây? Vâng, chúng tôi muốn gặp cán bộ liên hệ công tác. Trinh nhìn Bích ái ngại, rồi nói rất nhanh mà rành rọt. Hai cán bộ thôn đều bị họ bắt mấy hôm này rồi. Các anh nên đi, đừng đến chỗ nhà thờ, nguy hiểm lắm. Họ chuẩn bị cả súng ống đấy. Bích hội ý tiểu đội chớp nhoáng, rồi tiếp tục đi thẳng lại phía nhà thờ. Và quả như lời cô gái tốt bụng đã báo trước. Họ chưa kịp nói gì, chưa kịp làm gì, đã bị bọn phản động xúi giục giáo dân từ trong nhà thờ đổ ra hành hung. Lọt vào giữa một vòng người hỗn độn, trong tiếng la hét, tiếng hô khẩu hiệu đà đạp cộng sản, tiếng chửi bới vang tục, họ bị tấn công bằng gậy, bằng những quả đấm bất ngờ và chỉ loáng một cái họ đành thúc thủ. Hai tay bị trói, miệng bị nhét rẻ, súng bị tước. Bích và đồng đội bị chúng dẫn đi, mỗi người một nơi. Bọn phản động biết Bích là chỉ huy nên cất cử mấy tên áp giải cẩn thận. Trong đó có một tên dong dỏng cao, mắt hiếng, lỗ mũi hếch, đội mũ phớt là hung hăng hơn cả. Chợt cô gái Bích gặp ban nãy xuất hiện trên lối đi. Chiếc dây chuyền đeo thánh giá bằng bạc nổi bật trên màu áo dài đen bằng vải láng óng ánh. Đôi mắt mở to, cô lấy thân áo dài che miệng, vẻ ngạc nhiên và đau đớn. Tên mũi hếch thấy cô gái đon đả chào: "Trinh, đi đâu đấy? Bắt được một lô cộng sản, thú không?" Cô gái không trả lời, chỉ nhìn Bích không chớp. Trong bọn trẻ con đi phía sau có đứa hát: "Tùng dinh dinh, Tùng dinh dinh, anh Sương vớ được cô Trinh sướng hè." À, thì ra tên cô gái là Trinh. Về sau, khi Bích đã đóng quân ngay trong nhà Trinh, anh biết rõ Sương là chồng chưa cưới của Trinh. Ở thôn quê gọi là đã làm lễ bỏ chầu. Câu chuyện tiếp nối câu chuyện thường tình ta đã nghe đâu đó. Bích bị giam, bị đánh đập tra tấn, và bọn phản động bắt anh ký vào biên bản thú nhận là mang quân tới khủng bố giáo dân. Đương nhiên anh không ký, anh vẫn tin là trò hề bọn phản động bày ra, cuối cùng vẫn thất bại. Anh chỉ băn khoăn là không biết các thủ trưởng cấp trên của anh có nắm được tình hình này không. Nỗi băn khoăn của Bích cũng chỉ diễn ra trong một đêm. Mờ sáng hôm sau đã nghe tiếng loa phóng thanh từ bốn phía vang lên, yêu cầu nhân dân thôn Phú Minh bình tĩnh, giữ trật tự. Bộ đội sẽ vào thôn lùng bắt bọn phản động, lừa phỉnh, dọa nạt nhân dân. Yêu cầu nhân dân sẵn sàng ủng hộ bộ đội, làm tròn nhiệm vụ. Thế là xong, bọn phản động chỉ cần nghe tiếng loa đã ném súng, chạy trốn. Nhưng trốn sao thoát? Bọn phản động đều bị tóm hết, chủ yếu là bọn đầu sỏ. Còn những loại tay chân hung hăng như Sương chỉ làm bản tự thú rồi thả cho về. Bây giờ mới đến giai đoạn làm dân vận, giải thích cho nhân dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tự do tín ngưỡng và tự do cư trú. Bích thú nhận rằng suốt đêm bị bọn phản động xích chân vào cột nhà, Bích luôn nghĩ đến cô gái. Gần sáng, lúc có tiếng loa phóng thanh của bộ đội, bọn phản động ném súng bỏ chạy, anh bỗng giật mình vì có tiếng con gái nói từ cửa sổ: "Anh dì ơi, bộ đội sắp tới rồi, cứ yên trí." Bích ngẩng đầu. Giữa hai chấn song cửa sổ, một khuôn mặt con gái đang áp vào đó, rạng rỡ, với đôi mắt đứt mẹ, cái mũi dọc dừa và nụ cười xinh tươi. Bích gần như reo lên: "À, cô Trinh, cảm ơn Trinh nhá." "Sao anh biết tên em? Anh tên chi?" "Tên tôi là Bích." "Bích, tên con gái." Cô Trinh mở hộ tôi cái xích. Bích khua chân, làm cái xích kêu loảng xoảng cho cô gái biết. Nhưng cô nói: "Anh Bích chịu khó chờ chút, em ra dẫn bộ đội tới ngay." Mãi sau này, Bích vẫn không quên được khuôn mặt rạng rỡ, áp vào chấn song cửa sổ, phía sau khuôn mặt là khoảng trời hừng sáng. Hình ảnh khó quên ấy thôi thúc vẫy gọi Bích, và anh cùng cả tiểu đội đang phụ trách đã có lý do để xin đóng quân ngay trong nhà cô gái. Cán bộ cấp trên của Bích đều biết đấy là cô gái tốt bụng. Chính cô đã trốn khỏi thôn Phú Minh ra báo cho họ biết những việc xảy ra với Bích. Khi đã ở ngay trong nhà, đi ra đi vào, đụng nhau, tình thân thiết giữa đôi trai gái càng được dịp nảy nở và phát triển. Câu chuyện tình giữa Bích và Trinh như một sự tất yếu phải xảy ra. Mặc dù bị ràng buộc bằng cơi trầu của gia đình Sương, một gia đình giàu có buôn thuyền đi khắp Hà Nội, Hải Phòng, Trinh vẫn một mực đòi ông Cam đi giả lễ. Chuyện bất hòa giữa hai bố con thường là do người dì ghẻ đứng sau xui xút. Trinh đã bị chửi mắng, đã bị dọa dẫm nhiều lần, và cô khóc lóc van lạy bố, dì nhiều lần. Vẫn chưa thay đổi được tình thế. Với một tâm trạng buồn phiền như vậy, Trinh đến với Bích, một chàng trung đội phó 22 tuổi, đẹp trai, tính nết dịu dàng là điều dễ hiểu. Ở ngay trong nhà Bích hoàn toàn có lợi thế. Thiếu gì cớ để đi vào nhà trong, trao cho nhau một cái nhìn, một nụ cười, một câu nói hàm ý. Sự mặn mà đã đến lúc say nhau. Buổi chiều, mỗi lần Trinh quẩy gánh, cầm chiếc cào gỗ đi cào lá phi lao là Bích lại tha thẩn ra ngoài bãi biển đi nhặt vỏ ốc. Những con ốc vặn đem về, mài thành hình tháp, những con ốc hoa nhỏ, nhiều màu, đem sâu chuỗi lại làm dây chuyền, đeo trên cổ. Những đồ chơi này dành cho mấy đứa em của Trinh, thằng Bùi, thằng Lạc, con Mi. Nhưng đâu phải chỉ vì mấy con ốc mà Bích hồi hộp khi thấy đằng xa trong rừng phi lao râm mát, bóng người con gái bận chiếc áo màu gụ đang cào lá phi lao. Ở bìa rừng có một chiếc màng hỏng nửa nổi nửa chìm trong cát. Chỗ cái màng hỏng ấy, Bích đang ngồi hàng giờ trước lúc hoàng hôn, ngồi một mình để tận hưởng một chút cô đơn và suy nghĩ về mối tình vừa nhen nhóm. Cũng ở đấy, sau này đã thành nơi hò hẹn. Câu chuyện quan hệ thân thiết giữa đôi trai gái không thể giấu kín được. Chính trị viên đại đội gọi Bích lên khuyên bảo răn đe, rằng dù sao Trinh cũng là gái đã đính hôn, mình xông vào là mang tiếng, với lại chúng ta đang làm công tác dân vận, kẻ xấu sẽ lợi dụng cơ hội này mà vu cáo bộ đội tranh vợ cướp chồng, giải thích cho ra lẽ, đâu phải việc dễ dàng. Chính trị viên cũng công nhận là Bích và Trinh đẹp đôi, nhưng kêu gọi Bích phải hy sinh. Ông Cam được bà vợ kế xúi giục, thuận cho bên nhà tay Sương làm lễ cưới ngay, vì gia đình Sương đã có giấy phép di cư vào Nam. Trinh vẫn khóc lóc, không chịu, thì ông Cam đùng đùng nổi giận, đòi tống cổ ra khỏi nhà. Một buổi trưa, Bích vào nhà trong mượn Trinh con dao đi chẻ lạt. Khi trao con dao cho Bích, cô gái nhìn trước ngó sau, không có ai, ấn vào tay anh một mảnh giấy hẹn gặp nhau vào buổi tối. Từ trước tới nay, họ chưa hẹn nhau buổi tối bao giờ. Duy chỉ có lần Bích và Trinh cũng đi sinh hoạt với các em thiếu nhi trong thôn. Về tới ngõ, chỗ gốc cây bưởi, thấy vắng vẻ không có ai, Bích mới mạnh dạn nắm tay Trinh và thì thầm: anh yêu em. Đêm ấy nằm ngủ, Bích chỉ thấy mùa hoa bưởi thơm nức. Nhận được lời hẹn, Bích hồi hộp suốt cả buổi chiều. Nhá nhem tối, Bích đã lỉnh đi ngay. Anh lại đến nơi cái mảng hỏng, ngồi ngắm biển đêm đen kịt, lắng nghe tiếng sóng ầm ì và tiếng gió lọt kêu vo vo trên những đoạn ống bương. Trinh đến. Họ cùng ngồi trên chiếc mảng, vai kể vai, tay trong tay. Trinh thở dài. Anh bảo anh yêu em, sao anh nỡ bỏ em, không cứu em? Hoàn cảnh của anh cũng có cái khó, biết em có hiểu cho không? Anh sợ cấp trên của anh à? Hay anh sợ bố mẹ em, hoặc sợ làng xóm dị nghị? Anh là con trai, sống thoát ly, không bị gia đình ràng buộc, mà nhút nhát. Hình như Trinh nói đúng, nên Bích đâm lúng túng. Lát sau anh chống chế. Anh sợ, là sợ cho cuộc đời em. Nếu chúng ta lấy nhau, anh nghĩ sẽ phải vượt qua quá nhiều gian nan vất vả. Rồi em sẽ khổ. Có khi em phải hối hận. Trinh bật cười khe khẽ. Em đã bảo khổ em cũng chịu được, miễn là lòng mình thanh thản nhẹ nhàng. Nhưng thôi em biết rồi, thế là hết. Gặp anh đêm nay là lần cuối để vĩnh biệt anh. Em chả yêu Sương, nhưng cứ phải cưới, cũng liều nhắm mắt đưa chân. Em sẽ di cư vào Nam. Người con gái lại khóc. Còn anh con trai cũng biết lấy mùi xoa lau nước mắt cho người đẹp. Và lần đầu tiên họ hôn nhau. Chẳng có vật gì tặng nhau. Trinh ghé răng, cắn đứt một chiếc cúc áo bộ đội giữ làm lưu niệm. Chỗ túi áo bị đứt cúc ấy, Bích không đơm lại. Đơn vị của Bích hành quân khỏi thôn Phú Minh. Mặc dù Bích đã cho biết chị Trinh sẽ đưa ô tô tới đón, tôi vẫn sửng sốt khi chiếc Fiat màu trắng đỗ xịch ngay trước cổng gác. Chị bước ra khỏi buồng lái, mở cửa sau và tươi cười mời hai chúng tôi lên xe. Hôm nay chị bận áo len màu hoa cà, quần nhung kẻ màu phớt hồng, nom chị trẻ ra và linh lợi hẳn lên. Chiếc xe này nguyên là của chị, gần đây mới bán lại cho cô bạn thân tên là Ánh. Bán lại cho bạn thân để lúc cần chị có thể mượn. Xe nổ máy. Bích và tôi ngồi ở ghế sau ung dung và thư thái ngắm nhìn Đà Lạt qua cửa kính. Đến hồ Xuân Hương, trời lắc rắc vài hạt mưa, mặt hồ trở nên lấm tấm và mờ đi. Xe dừng lại trước chợ Hòa Bình. Chị Trinh bảo tôi vui lòng chờ chút xíu, chị muốn mua vài thứ trái cây. Anh chàng Bích cũng tinh nhạy, vội xách cái làn xuống xe và chiếc dù màu bật lên cùng che hai mái đầu. Họ đi về chợ, tôi ngồi đốt thuốc lá, nhìn theo họ, cảm thấy vui lây. Chị Trinh bảo mời chúng tôi đến ăn cơm gia đình, nhưng thực chất là một bữa tiệc quá sang. Trên chiếc bàn tròn khá rộng, trải khăn trắng muốt, bày biện đủ thứ. Bia 333, rượu Napoleon, thịt nai nướng, thịt bò xào, chim rán, gà tần. Thực đơn loại đắt tiền nhất ở khách sạn 5 sao, chắc cũng chỉ đến thế. Nói là ăn cơm gia đình, nhưng chị chủ nhà nhất định không cho phép các cháu ngồi cùng ăn như Bích và tôi đều mong muốn. Chị bảo các cháu còn phải phục vụ rồi ăn sau. Bữa tiệc gồm 6 người. Chị Trinh quả là khéo léo sắp xếp chỗ ngồi quanh bàn tròn. Bích và tôi ngồi cạnh nhau. Chị ngồi bên tay phải Bích, còn phía trái tôi là cô Ánh, bạn thân của chị, một phụ nữ trẻ, duyên dáng, gốc Hà Nội chính cống. Đối diện với tôi là một đôi vợ chồng lớn tuổi, hàng xóm của chị. Người chồng xấp xỉ 60, cán bộ của ấp, là cơ sở của Giải Phóng, đã từng nuôi giấu nhiều cán bộ trong nhà. Còn bà vợ ước ngoài 50, bà từng làm đầu bếp ở khách sạn Duy Tân và là người giúp chị Trinh làm bữa tiệc này. Câu chuyện trong bữa cơm vẫn không thoát khỏi sự thù tiếp xã giao. Người nói chuyện duyên nhất trong bữa tiệc là cô Ánh. Cô gần như một thứ chủ xị, mặc dù cô không uống nhiều. Xin chúc cho cuộc hạnh ngộ thần diệu của chị Trinh và anh Bích. Cô cầm ly rượu nâng lên, ánh mắt lúng liếng, khuôn mặt đẹp và tình tứ nghiêng về phía người đón nhận lời chúc. Tiếng thủy tinh va khẽ, những nụ cười thỏa mãn. Người đàn bà hoạt bát tình tứ này hoàn toàn làm chủ bữa tiệc, tiếp chuyện với tất cả mọi người, chúc rượu tất cả mọi người. Suốt cả bữa cơm, không thấy tụi nhỏ. Riêng cái Thắm có một lần lấp ló đến sau lưng mẹ nó để xem có cần sai bảo gì không. Và khi xong việc, chúng tôi trở lại bộ salon ăn trái cây, uống nước thì nó bưng cà phê lên. Câu chuyện sau bữa cơm kém phần đậm đà. Ông cán bộ ấp bắt đầu ngáp. Vợ chồng ông xin cáo lui trước. Bích đi vào phòng trong nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Chị Trinh cùng vào với Bích. Còn lại cô Ánh và tôi, chúng tôi nói chuyện về Hà Nội. Đang vui chuyện, cô bỗng nảy ra ý mới. Cô nháy mắt, rành mãnh. Chúng mình cũng nên tế nhị để anh chị còn tâm sự. Khi ra xe, Bích dặn với một giọng bông đùa. Cô Ánh, nhớ mang giả thủ trưởng cho tôi cẩn thận đấy. Yên chí, đâu có đó. Cô cười rúc rích và cho xe lăn bánh trên lối đi giải sỏi. Anh thấy họ thế nào? Cô Ánh hỏi tôi lúc xe băng ra ngoài đường nhựa. Đúng là một thiên tình sử tuyệt diệu, phải không? Thế là câu chuyện chúng tôi xoay sang mối tình của Bích và Trinh. Cô Ánh này tinh ma thật. Cô biết mối quan hệ của hai người còn tỉ mỉ hơn cả tôi. Cô nhắc tới chiếc cúc áo bộ đội mà hiện nay Trinh vẫn còn khâu vào trong áo gối. Và hầu như tất cả cuộc gặp gỡ mới đây, cuộc gặp gỡ từ chiều cho đến tối, cô đều kể vanh vách. Nhà cô Ánh sang trọng hơn nhà cô Trinh nhiều. Phòng khách rộng, salon loại đệm mút 2 tầng. Trang trí trong phòng lịch sự và có gu thẩm mỹ. Cô mở tủ lấy ra một chai sâm banh ngoại. Tôi ngăn lại, nhưng cô cứ mở. Tôi uống về lịch sự. Tuy thế, có thêm chất men vào, câu chuyện càng vui. Em cho anh nghe cái này, thú vị lắm. Cô chạy đi lấy chiếc băng cassette lắp vào máy. Trời đất ạ! À! Tôi nghe ra tiếng của Bích và Trinh. Anh gặp em, anh có thực sự vui không? Từ xưa tới nay anh không quen giả dối. Anh có thực sự vui hay không thì em biết đấy. Sao có đôi lúc anh cứ bần thần như người mất hồn? Thế à? Im lặng một lúc, anh Bích. Anh nói thật đi, anh còn yêu em nữa không? Tiếng Bích ngắc ngứ. Còn. Anh vẫn yêu em. Sao anh không hôn em? Xuyệt, ở đây là nhà cô Ánh. Nó biết thì phiền. Tiếng cười trong trẻo. Phòng của cô Ánh, nhưng lúc này là của chúng ta. Nào, anh hôn em đi. Phút im lặng kéo dài. Cô Ánh tắt máy và cười giòn giã. Chỗ này có phim 10 ly mà quay trộm mới vui. Anh đã thấy chưa? Cô cười ngặt nghẽo và cặp mắt lúng liếng. Tôi nhìn đồng hồ vẻ sốt ruột, muốn về. Nhưng cô vẫn cười, kêu là tối thứ 7 mà anh. Tối thứ 7 thì sĩ quan có quyền ra khỏi doanh trại cơ mà. Thôi, Cảm ơn cô Ánh, tối thứ Bảy nhưng chúng tôi cũng phải về. Đấy là nội quy của trại an dưỡng. Nếu mệt thì cô cứ nghỉ, tôi sẽ đi bộ về. Tôi cũng muốn đi bộ một chút. Tôi nói nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Cô Ánh đành nhượng bộ. Thấy ô tô trở về, Bích vui vẻ kêu lên. Hoan nghênh cô Ánh, đúng như lời hẹn. Rõ ràng, Bích cũng không có ý định ở lại qua đêm. Cả chị Trinh cũng cùng lên ô tô, tiễn chúng tôi về tận cổng doanh trại. Bấy giờ vừa đúng 10 giờ đêm. Tôi không thể không nói với Bích những gì xảy ra khi tôi đến thăm nhà cô Ánh, đặc biệt là về chiếc băng ghi âm. Bích có vẻ sửng sốt, ngượng nghịu. Anh cứ kêu lên, chết thật cái cô này. Anh thanh minh với tôi rằng anh không làm điều gì đáng phải xấu hổ đâu, rằng anh cũng hết sức thận trọng và ý tứ. Hôm sau, Bích sồn sồn rủ tôi tới nhà cô Ánh để bắt cô gái xóa cái băng kia đi. Nhưng tôi ngại, tôi từ chối. Tất nhiên, Bích đi một mình, đi từ chiều cho đến tối. Khi trở về, anh khoe với tôi là xong việc. Anh bảo cô Ánh đúng là nghịch như quỷ nhà rời, câu ghi âm cốt để trêu bạn, chứ chẳng có mưu mẹo gì đâu. Khi Trinh và Bích, cả hai người đều nài nỉ, cô xóa cái băng kia đi, cô mới ra một điều kiện. Anh có biết điều kiện gì không? Cô ấy bắt hai đứa tôi hôn nhau trước mặt cô. Thế có tai quái không? Ồ, thế thì ngon lành quá, chấp hành chứ. Quả tình tôi ngượng, ai lại làm thế? Nhưng chính Trinh lại cổ vũ tôi. Sợ gì anh? Hình như họ đã quen sống theo phong cách phương Tây mất rồi. Lần đầu tiên tôi nghe Bích gộp cả hai người đàn bà lại trong đại tử họ và với dụng ý châm biếm. Những ngày sau đó, Bích sống bình lặng hơn. Anh không tìm cơ hội để nhắc đến câu chuyện tình đang làm anh vương vấn. Vẫn tuân thủ một nếp sống hàng ngày của trại an dưỡng và những sở thích của chúng tôi. Câu chuyện dọc đường vẫn sôi nổi, nhưng thường là những kỷ niệm chiến trường. Bích thường thức khuya hơn tôi. Anh hí hoáy ghi chép. Chắc là anh ghi nhật ký. Có lần tôi đã làm một giấc, tỉnh dậy thấy Bích vẫn ngồi trước cây đèn bàn. Đêm Đà Lạt khá lạnh. Tôi rém múi chăn cẩn thận và hỏi Bích. Cậu chưa ngủ à? Mấy giờ rồi? Bây giờ Bích mới giật mình vì đã quá nửa đêm. Tắt đèn, lên giường nằm. Chợt Bích khoe với tôi. Hình như tôi đã kể cho anh nghe về chiếc cúc áo bộ đội rồi thì phải. Chiếc cúc áo kỷ niệm ấy bây giờ Trinh vẫn còn giữ cẩn thận. Không phải giữ, mà là khâu vào chiếc áo gối. Anh cũng biết à? Tôi không trả lời mà xoay sang hướng khác. Này, tại sao hồi đó cậu dễ dàng nghe theo lời thuyết phục của chính trị viên, từ bỏ mối tình đầu của mình nhỉ? Giá mà cậu dũng cảm hơn thì... Trong bóng tối tôi nghe Bích cười. Giá mà... Nghĩa là hồi ấy tôi bất chấp mọi thứ ngăn cản, cưới Trinh chứ gì. Anh thử tưởng tượng xem, tôi sẽ không là tôi bây giờ. Đối với tôi, những gì đã xảy ra, tôi vui vẻ chấp nhận, suy nghĩ cân nhắc để mà quyết định cái gì sẽ tới, sẽ xảy ra. Cũng hay. Tôi bình luận một câu lờ lững, nhưng thực tâm vẫn thấy Bích có lý. Từ trại an dưỡng đến ấp Nghệ Tĩnh cũng khá xa, đến 7-8 km. Cứ dăm ba hôm, Bích lại rủ tôi đến chơi nhà chị Trinh. Tôi sợ mình làm vướng bạn nên tìm cách từ chối. Anh này nỉ tôi không được thì anh cũng không đi nốt. Anh bảo đi lủi thủi một mình cũng buồn. Với lại anh không muốn mấy đứa con chị, thằng Hùng và nhất là Thắm phải cảnh giác với anh. Quả tình tôi thực sự cảm động về cuộc gặp gỡ giữa hai con người cô đơn này. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để họ có những giây phút hạnh phúc. Nhưng hình như mong ước của tôi và Bích vẫn có những chỗ chưa gặp nhau. Những ngày ở Đà Lạt, cứ dăm ba hôm, Bích lại muốn tới thăm Trinh. Nhưng sau cuộc gặp gỡ, Bích không vui hơn, trái lại càng bần thần thêm. Mà anh cũng không kể lại, cũng không miêu tả cho tôi nghe như anh đã từng tâm sự với tôi về những ngày ở thôn Phú Minh. Một buổi chiều, hai chúng tôi trèo lên một ngọn đồi thông phía sau hồ than thở. Cả Bích và tôi đều im lặng ngắm nhìn cái vẻ đẹp thấp thoáng của thành phố. Đột nhiên Bích bảo tôi. Anh ạ, có lẽ tôi phải giã từ Đà Lạt. An dưỡng nghỉ ngơi vài tuần, thế cũng đủ rồi. Tôi ngạc nhiên. Sao vội thế? Còn chuyện cô Trinh? Anh mỉm cười buổi buồn. Nó cũng giống như dáng vẻ thấp thoáng của thành phố Đà Lạt ấy. Giữa tôi và Trinh nên để như thế. Anh nói tiếp, mắt vẫn dõi theo những đám sương trôi dưới chân núi. Hình như bản thân tình yêu cũng có độ thời gian. Ngày xưa chúng tôi yêu nhau đắm đuối, mà chúng tôi đã không vượt qua được mình để mất nhau. Bây giờ sau 20 năm, thời gian, hoàn cảnh đã tạo ra giữa chúng tôi một khoảng cách khó bề rút ngắn. Chắc anh biết đấy, tôi không muốn yêu chỉ để mà yêu, còn yêu để tiến tới một cuộc sống chung thì e không ổn nữa rồi. Ngay đêm hôm đó, Bích làm thủ tục ra trại an dưỡng để về đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh không đến gặp Trinh lần cuối. Anh buộc tôi phải giúp anh một việc, đưa thư đến cho Trinh và nói hộ rằng vì công việc quân sự đột xuất, anh có lệnh về ngay, không kịp đến chào chị và các cháu. Tiễn anh lên xe, tôi nói đùa, vậy là màn tái hồi Kim Trọng không công diễn được nhỉ? Bích siết chặt tay tôi. Đây là vì tấm lòng nhân hậu của cụ Nguyễn Du. Cụ ước ao thế thôi, chứ cuộc đời làm gì có chuyện, cái gì chứ tình yêu đã mất đi thì khó bề tìm lại được nguyên vẹn, phải không anh? Giọng đọc Sơn Tùng vừa truyền tới các bạn những trang cuối truyện ngắn Thành phố thấp thoáng của nhà văn Xuân Thiều. Tạo được sức lay động từ những trang văn nhẹ nhàng là cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này. Cái nền sương khói bàng làng của Đà Lạt thật khéo gợi cho lòng người niềm bồi hồi xao động khi gặp lại cố nhân. Cảm xúc của hai nhân vật chính, thiếu tá Bích và người thiếu phụ tên Trinh, được soi chiếu qua đôi mắt tinh tường của nhân vật kể chuyện cũng là một người lính, người bạn cùng phòng của nhân vật Bích. Hai người một thời tưởng là tất cả của nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thuộc về nhau. Tưởng dòng đời run rủi cho tìm lại được nhau, rút cục vẫn phải xa rời. Câu chuyện tình giang dở vẫn mãi dở dang ấy, dưới ngòi bút thong dong của nhà văn Xuân Thiều gợi lên không ít suy ngẫm. Bên cạnh những trang viết gợi tả được tâm sự của lòng người cũng như đồng điệu với không khí của thành phố trong cảnh tò mờ, ta còn thấy được những hiện thực mỗi lúc một hiển hiện lạnh lùng giữa đời thường. Hoàn cảnh thời chiến đã ngăn Bích và Trinh, hai con người yêu nhau đến mê muội đắm đuối vẫn không đến được với nhau. Họ đổ lỗi cho số phận. Và sau bao nhiêu năm, tưởng chừng như đã vượt thoát ra khỏi vòng kim cô số phận, họ vẫn không thể thuộc về nhau. Bởi hình ảnh người con gái năm xưa không còn nguyên vẹn trong người lính, bởi còn đó những ràng buộc con cái và quan niệm xã hội. Đúng như nhân vật Bích nói, thời gian và hoàn cảnh đã tạo ra giữa họ một khoảng cách khó bề rút ngắn. Hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Những chiếc dù màu chỉ đẹp mãi khi thấp thoáng sau những dặm thông, dưới những cơn mưa như khói như sương. Cũng như tình yêu chỉ mãi đẹp khi không xáo động, khi những người đã từng yêu biết dừng lại, biết nâng niu, gìn giữ kỷ niệm. Nhà văn khép lại truyện ngắn với câu hỏi của nhân vật Bích. Câu hỏi không lời đáp dội lại trong mỗi người đã từng vụt mất tình yêu, bao nỗi niềm khắc khoải. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà thực hiện đến đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn.